chẳng ngu cái mà thằng kia nó tiếc cái cả người này. À, thằng kia, thằng kia, mày đi đâu mà vội mà vàng như dạ. Thằng ăn cướp ở trong làng mọi khi. À, dạ bẩm ông nói thế thì oan cho con quá. Còn đây chân đất mắt toét tài cán gì đâu mà đi ăn trộm ăn cắp à ông? Thế mày nói cho ông một câu, dạ. Mày đang đi đâu? Dạ bẩm ông, người ta có câu là lông ấy mọc ở trên đầu là tóc, mà tóc mọc ở chỗ hiểm hóc thì gọi là lông. Ở đây con đang đi tìm một cái không phải là lông, không phải là tóc, nó nằm ở giữa, tức là nó là hàm râu ạ. Mày nói cái gì từ nãy giờ tao không hiểu, râu gì, râu ngô hay là râu bí, nói đi. Dạ, hàm râu ạ. Dạ, không phải râu ngô mà cũng chẳng phải là râu bí. Thế nó là râu gì? Nó giống như là râu... Ông ạ. Sao mày lại cứ lấy dâu tao ra để mày nói chuyện nhà tao chưa hiểu. Dạ thưa ông, thực sự là như thế này. Lúc nãy ấy, thì con mới sực nhớ ra là thằng bạn con ở bên làng bên ấy, nó bảo là bên làng bên vừa đúc được một cái pho tượng mà giống quan lắm. Nhìn nó hoành tráng lắm, nhìn nó uy nguy, nhìn nó lẫm liệt lắm, nhưng mà lại thiếu mất cái hàm râu. Thằng bạn con còn bảo là nó đã đi tìm cả cái làng bên đấy rồi, nhưng mà không ai có cái hàm râu phù hợp với cả cái pho tượng đấy. Thế là nó mới nhờ con, tức là tìm bên làng mình xem ai có cái hàm râu phù hợp như thế để cho nó mua. Mua râu? Vâng ạ. Mua râu? Dạ. Này, dạ, mày trả lời ông thành thật đúng một câu. Dạ. Mày thấy râu ông thế nào? Dạ, bẩm ông, chỉ một từ thôi ông à. Từ gì? Đó là ấu. Này, mày không nói thì người ta sẽ không nghĩ mày là câm nhá. Dạ. Ông ơi, ông đừng mắng tội nó, tôi oan cho nó à. Gì? Dạ, nó bảo ấy, cái bộ râu của ông ấy là phải giấu đi. Không người ta ăn trộm mất. À, quý hiếm. Vì cái bộ râu này là xưa nay hiếm. Đúng. Dạ. Chứ không phải là nó bảo là cái bộ râu của ông là xấu đâu. Đúng rồi, nó mà nói thấy tâm nện, cho nó một trận luôn. Dạ. Này, dạ, mày đã dò dò giá gì chưa? Đi thẳng vào giá rổ luôn. Vì ông là thẳng mãi quen rồi. Bây giờ cong một tí không chịu được. Thằng bạn con nó bảo là nếu như mà tìm được cái hàm râu như thế thì nó sẽ mua như thế nào? 30 quan tiền. Cái gì? 30 quan á? Dạ. Tao không ngờ cái mõm ông ạ. Cái gì? Mõm. Mõm à? Đúng. À mày, mày bảo ông là mõm chó à? Mày. Này, dạ, không ngờ cái mồm rưới của tao, dạ, nó lại có giá trị 30 quan như thế đâu. Dạ, ý ông là như nào ý à? Ý tao là mày sang ngay bảo thằng bạn mày tới đây, ông nhường luôn bộ râu của ông cho nó. Với cái giá 30 quan nhưng ông có thể làm đi. Đấy, miễn phải thuế. Dạ, bẩm ông trêu con ạ. Dạ thưa ông là quan cách ở trong làng. Bây giờ cái bộ râu của ông ấy nó quý là hơn vàng. Bây giờ mà con lấy râu của ông thì nó bất kính lắm mà. Mày buồn cười nhỉ. Bất kính cái gì? Râu rồi nó sẽ mọc. Dạ. Cọc rồi nó sẽ dài. Đấy. Mày cứ đưa cái thằng bạn trai của mày đến đây. Tao nhường hết bộ râu này. Dạ. Mày không tin đúng không? Nhưng mà dạ. Mày không tin đúng không? Dạ thì mày nghĩ ông thế nào mà mày không tin? Dạ vì con sợ ông đổi ý. Ngày tao... mai ông đổi ý mất thì sao ạ? Tao có phải trẻ con đâu mà tao đổi ý. Dạ. Mày không tin ông thì bây giờ cứ viết một cái giấy. À. Xong ông sẽ cam kết vào đấy. Dạ. Là nếu như ông không bán cái hàm râu này. Dạ. Thì mày sẽ lấy của ông 100 quan. Được chưa? Đi luôn nhau. Khiếp quá đi được. Nóng ơi là nóng, nó đi rửa mỡ à? Khiếp quá đi được. Người ta vừa có động mà tí mà này. Âm mỹ cả lên. Mụ thì bây giờ chỉ có cơn mưa tiền nó vào thì mới mát được. Thèm à. Đúng rồi. Tôi là tôi thích tiền lắm cơ. Thế thì bây giờ là ông có tiền, ông nôn ra đây để cho tôi mát một tí. Nào đi. Lúc nào có tiền. Lát nữa sẽ có tiền.
mà sẽ có hẳn 30 quan cho mụ luôn. Hả? 30 quan? Ừ. Có thật không? Sao này không thật? Ở đâu? Ở đâu mà có 30 quan? Tôi lấy vốn tự có. Vốn tự có? Ừ. Vốn tự có hả? Ừ. À, tôi tưởng là vốn tự có là chỉ có... Quên. À, tôi chết rồi. Vốn tự có chứ gì. Chắc là ông lén pháng với mấy cái con mụ ở trên huyện đúng không? Ừ. Cho nên là nó thí cho ông một tí tiền. Ông quay về đây ông nịnh tôi đúng không? Này, tôi Nam Nhi đường đường chính chính. Tôi việc gì tôi phải nịnh mụ. Nhá, tôi có tôi đưa cho mụ luôn. Nhá, mà này, tôi phục vụ một mình mụ nó đã mệt rồi. Bây giờ thì còn đi phục vụ cả cái đám nửa mùa đấy thì còn lấy đâu ra sức nữa. Biết được như thế thì tốt. Đó, thế tiền đâu đưa đây? Tiền đâu đưa đây? Tiền đây. Giỏi ơi. Vốn tự có đấy. Giỏi gâm cái bộ râu ngày nào tôi chả nhìn. Kinh khiếp. Nhìn kinh khiếp. Này, tôi bán râu của tôi đấy. 30 quan đấy, không phải ít đâu nhé. Đừng bán in. Ừ. Bán đâu? Ừ. Ôi trời ơi, 30 quan? Ừ. Có mấy cái cọng lông mồm. À quên, cọng dâu ấy mà 30 quan hả? Còn gì nữa. Mụ không tin à? Lát nữa nó đưa cái máy gặt dâu đến đây ấy. Là mụ có 30 quan luôn. Thật không? Dạ, con bảo không à. Đây, 30 quan đến hả? 30 quan đã về. Về. Mà đây. Trời ơi. Ngồi, các con ngồi đi. Dạ, ngồi. Bạn này hả? Dạ, giới thiệu với ông bà là đây là thằng bạn con mua hàng dâu đấy. Có mua cái việc như thế mà mày đi lâu quá. Ông bà xuất ruột. Dạ, bẩm ông, đáng lẽ là con về lâu rồi. Ừ. Chỉ tại cái này. Đấy, con mượn mãi mới được đi ông ạ. Ơ, thế cái này đâu? Tiền đâu, tiền đâu? Dạ. 30 quan của bà tiền. Đâu? À. Ông bà yên tâm, đây rồi. 30 quan tiền của ông bà, đây rồi. Chứ mà bây giờ thế này này, cho bà yên tâm hơn. Cứ bỏ vào tay bà cầm cho nó chắc ăn nhá. Ơi, dạ bẩm bà. Gọt dâu ấy tiền mới trao. Ơ thế hả? Gọt cái gì? Gọt hết, gọt luôn đi, có chỗ nào gọt hết, bao nhiêu dâu gọt hết cho bà. Thế ạ? Vâng ạ. Thế bây giờ con sẽ gọt cái hàm dâu của ông nhá. Ừ, gọt luôn. Này, thằng hỏi chúng mày. Vâng. Chúng mày định gọt dâu của ông thế nào? Ôi, dạ thì bây giờ là con gọt cả hàm lẫn dâu ấy. Ừ. Hả? Gọt hàm. Mày điên à? Dạ. Mày mua cây rồi mày đánh cả đất. Vậy là đúng rồi. Tại sao lại mua cây để đánh cả đất là thế nào hả? Thưa bà, con thấy bà hơi ba phải đấy. Này, mày bảo ai là ba phải? Thôi, để con nói chuyện với ông nhá. Nói. Dạ thưa ông, ông quên nhanh thế ạ? Quên gì? Thế chính miệng ông bảo với con rằng là ông sẽ bán cái hàm dâu của ông với giá 30 quan tiền. Nếu như mà ông không giữ lời hứa, ông còn bảo là tao ấy sẽ đền cho mày 100 quan tiền. Dạ, nó có sách, mách có giấy. Nếu như mà ông không giữ lời hứa thì con mang cái giấy này lên quan. Ê, từ, đưa bà tờ giấy bà xem. Dạ, đưa bà có biết chữ không? Bà biết chữ mà, đưa đây. Biết thì để tầm này là đọc được rồi. Ôi trời ơi, tôi kiếm đâu được 100 quan bây giờ. Bây giờ ông ký, ông phải tự lo 100 quan nhá. Bà chặt tơ, tôi nói đây. Bây giờ bà cho tiền hay là bà cho tôi? Thì tất nhiên là tôi thích tiền rồi. Được rồi. Quên. Đi, bảo nó còn đi. Không. Tôi thích ông. Nhưng mà tôi vẫn thích tiền. Rồi. Không này, mà tốt nhất này, bà giả nó đi cho nó về. Tôi thì nói thật bà là tôi chót là tôi hứa như thế. Thì bây giờ đấy, nếu mà bà cho tôi thì bà đưa cho nó tiền, còn bà cho tiền thì để cho nó gọt hàng tôi. Thôi. Con nói thật với ông bà ấy. Con nên là con người có đức độ lắm. Con thấy ông bà này con cũng thương lắm. Mà cũng thú thật với ông bà luôn. Đây thằng không phải nói nhiều. Đây này bà có tiền ở đây này. Đấy cầm đi. Thì để con nói hết. Nói thật sự là con nghèo quen rồi. Nghèo lâu rồi. Đúng nghèo rồi. Bền vững rồi. Đúng rồi. Là đùng một cái tự nhiên con giàu. Con không có quen. Ôi thưa bà, cảm ơn đấy, để bà quá thôi. Dạ, con đã nói hết đâu. Thế bây giờ như này, tiền thì con không lấy. Nhưng mà con sẽ đổi trâu nhá. Con sẽ lấy 5 con trâu. Trời ơi.
bà ơi, con nói thật với bà là như này này, là con tính là giá đấy là giá thị trường đấy, gọi là giá mềm là không lãi đấy, giá người thân đấy. Thế không, nếu mà giá thị trường nhá, chính xác nó phải là 10 con trâu cơ. Tôi hỏi bà, bây giờ bà chọn trâu hay là chọn người? Thì tất nhiên là tôi phải chọn trâu. Trâu còn đi cày, ông có đi cày giúp tôi được không? Bà hả? Hết rồi. Suốt mấy chục năm qua tôi chẳng cày liên miên, cày từng ngày thế mà bà lại không cày. Thế là thế nào? Tôi... bà thích cả trâu, bà thích cả tiền. Thế thì bây giờ thế nào hả con? À, thế nào bà, thế nào thì cầm cái giấy này lên quan huyện thôi. Từ con ơi. Thôi được rồi. Thế bây giờ là thôi đưa. Bà ra bắt trâu đi. Trâu hay tiền? Bảo ra bắt trâu. Ừ, thôi bắt trâu. Trâu nhà mình nhiều. À, nhưng mà từ từ nhá. Dạ. Trước khi bắt trâu nhá. Vâng. Ôi, cho bà phải xử lý cái ông này đó. Thôi. Ông bà cứ tự giải quyết đi. Để con ra dắt trâu nhá. Năm con nhá. Năm con đi hả? Rồi, đi. Rồi. Tôi nói thật với bà là tôi chỉ bị chúng nó lừa thôi. Lừa cái gì? Tại sao lại ông ngu? Á rồi. Ôi dồi, nhanh cái chân lên xem nào. Giời, đúng không? Nhanh lên, sốt ruột quá cơ. Mà làm gì mà cứ phải cuống đến thế nữa. Mà vội mà cần tớ chẳng có đi đâu. Mà vội mà cần thúng thăng con gậy. Giò lăn bậc thang ấy mới tung hoành. Một cõi giang sàn chẳng thèm mà nhấp cái nháy. Chẳng mà nhìn ai sống ở trên đời cho nó đáng. Mặt là trai. Là trai nó phải từ từ. Nó phải trai này. Này, làm gì mà sốt sắng đấy? Thế chả sốt sắng thì sao? Người ta đã bảo rồi, cái miệng đi trước, cái miệng khôn. Mình mà không đi đến nhanh, hết cỗ thì sao? Hết làm sao được cỗ? Làm sao mà không hết được? Gơm mà. Tôi biết mình không phải cái ngứa tham ăn tục uống. Nhưng mà làm gì cả cuống cả lên. Đi đến đâu ấy, nghe tôi dặn đây, phải giữ ý giữ tứ một tí. Đừng có mà sốt sắng rồi làm tôi xấu hổ. Cái gì? Mất mặt với bạn bè. Xấu hổ? Mất mặt? Tôi làm gì mà xấu hổ mất mặt? Hả? Hả? Đã đấy. Làm cái gì chưa? Đã làm cái gì mà bảo là xấu hổ mất mặt hả? Đấy, tính đấy, cái mồm đấy. Ăn cái thì không cuống cả lên. Nói thì gắt như hổ lửa ấy. À, thế bây giờ xấu hổ mất mặt. Đấy, đi một mình đi. Con này dỗi, con này đi về. Không phải dỗi. Này, gâm khổ. Tôi bảo không phải dỗi. Khổ quá, đi đâu thì nó phải có vợ, có chồng. Tôi có dám nói gì mình đâu. Nhưng mà để tôi chỉ góp ý với mình, để cho mình sửa đi một tí, nhẹ nhàng một tí, ý tứ tế nhị một tí. Đừng có làm mất mặt chồng con, làm tôi xấu hổ với bạn bè, chứ không có cái gì cả. Thôi được rồi, mình muốn thế nào cũng được. Hai vợ chồng mình sang mừng cho bạn tôi. Nhớ cái mồm đấy nhá. Mà này, đây nói cho biết nhá. Làng xã này đều biết rằng là cái tính của con này như thế nào nhá. Cái tính nó nói như thế thôi, chứ còn bản chất tốt nhá. Cả cái làng cái tổng này ai mà chả biết. Biết rồi. Đừng có nói nhiều. Tốt thì thôi mới lấy mình. Nhưng mà nhẹ nhàng tí nhá. Giữ ý một tí nhá. Rồi. Thôi đi. Nói nhiều quá, dặn nhiều. Vẫn cả ruột. Đi, nhanh lên. Dạ bẩm ông, nhà có khách ạ. Ai đây con? Dạ bẩm ông Phú Nghĩa. Mời ông bà ấy vào. Dạ. Nhanh lên con. Dạ con mời ông bà. Cảm ơn anh. Ôi giời. Chào ông ạ. Chào ông. Cơm. Nhà cửa khang trang quá. Chào bà, mời ông bà ngồi ạ. Ôi giời ơi, tao nói nhà nó đẹp quá. Dạ cũng cảm ơn ông bà. Dạ cũng bình thường thôi ạ. Dạ mời ông bà ngồi ạ. Vâng. Ôi giời ơi, tao nói là nó sạch sạch thế. Người ta bảo đúng không sai. Nhà sạch thì mát, mát sạch
ngon cơm, bảo sao em đến nhà bác em lạnh, em mát quá là mát. Mình bác ơi, ngồi uống nước, rồi tí nữa khách đến đông đủ, rồi ta vào mâm luôn. Vâng, vâng. Thôi, 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 nước non gì ạ? Em, mình ăn cỗ luôn đi ạ. Rồi, từ, từ, có cỗ mình đã cười nhiều. Này, thấy bác làm được cái nhà khang trang thế này là mừng cho hai bác. Dạ. Ừ, thế mà bác gái nhà mình đâu nhỉ? À, dạ vâng, đấy, cũng là... lỗi quá, cho nên là hai bác chờ một lát ạ. À, Mình ơi! Dạ! Có vợ chồng bác Phú Nghĩa sang đây này. Mình chào em ạ. Chà, nó cũng ngon cơ. Dạ. Cái gì nó cũng ngon. Vợ chồng bác Phú Nghĩa sang đây rồi. Em chào hai bác Phú Nghĩa ạ. Chào bác. Dạ. Này, thế mình xem khách khứa đã đông đủ rồi. Thì mình mời hai bác đi vào mâm. À, mình đã chuẩn bị xong hết cả chưa? Dạ, thưa mình là hôm qua mình dặn như thế nào thì hôm nay em đã làm đúng như thế rồi ạ. À. Có món cầy tơ bảy món này. Cầy tơ bảy món. Cầy tơ bảy món. Úi giời ơi, cái món này mà nó nhầm cái gì ạ thì ớt rồi. Dạ, có cả cá chép om dưa nữa ạ. Cá chép om dưa. Úi giời ơi, cá chép om dưa. Úi, cái món này nó gọi là tuyệt vời. Có gà hấp lá chanh nữa mình. Gà hấp lá chanh. Ở gỗ thì lúc nào cũng phải có món này rồi. Cả món canh mọc bong bóng nữa mình ạ. Úi giời ơi. Riêng cái món này nha là không chỉ một mình em thích mà cái thằng chồng em nó cũng thích. Thế tốt quá ạ. Cỗ như thế là cũng đầy đủ hết cả rồi. Thế bây giờ mình có thể mời hai bác đây vào dùng bữa luôn cũng được. Hôm nay là tân gia của nhà em, cho nên hai bác sang có gì không phải thì cũng mong hai bác bỏ qua cho. Không, có cái gì đâu mà bỏ qua cho, cứ cố ngon là bỏ hết. Rồi. Thế cứ từ từ đó bác. Chờ khách khứa đông đủ thì mới ăn cũng được mà. Đủ rồi. Ba cái thì là chu đáo quá. Đúng là ông Linh, ông Phú Linh là có phúc có đức, lấy được một người vợ công dung ngôn hạnh, đảm đang tài giỏi. Đây, từ hai bàn tay trắng dựng lên được một cái cơ đồ nó khang trang như thế này. Ấy, bác Phú Nghĩa cứ nói quá, chứ nhà em là phải nhờ vả anh em, bạn bè, hàng xóm láng giềng thì mới nên được cơ ngơi như thế này đấy ạ. Bác cứ khiêm tốn. Đã bảo rồi, ở nhà đã bảo rồi, làm gì mà có cái chuyện tay trắng mà đời làm được cái cơ ngơi thế này. Cứ có mà nhờ vả hết đấy. Cứ im cái mồm được không? Làm sao mà tôi phải im? Thì bác đi đâu là mất mặt đấy đấy. Làm sao mà mất mặt hả? Anh nói phải biết giữ mồm giữ miệng. Giữ mồm giữ miệng cái gì? Có ý có gì mà tôi nói cái gì mà giữ mồm giữ miệng? Nhìn cái này, nhìn vào ông Phú Linh mà học tập nhá. Học tập cái gì hả? Hả? Tôi nói cho ông biết, ông thích công dung ngôn hạnh cái gì đây có hết nhá, có tất nhá, nhưng mà đây không thích rồi nhá. Bác phải bình tĩnh đã. Bác cứ để yên em. Thì bác không điên được nhá. Bỏ ra. Này ông điên thì ông định làm gì? Ông làm gì thôi? Hả? Khảo bếp. Bác khảo bếp giúp em một tí. Nhà em còn nhiều việc quá. Này, thôi, nể lắm đấy nhá, nể hai bác lắm đấy, hôm nay tôi mới để mình yên đâu. Mình có ý biết không? Bác. Bác cứ ngồi xuống, bác cứ bình tĩnh đã, bác cứ ngồi xuống đây. Hôm nay là tân gia của nhà em, có gì thì hai bác về nhà đóng cửa bảo nhau, chứ ai lại làm như thế mất mặt lắm. Thôi, bác cứ ngồi. Khổ quá nhưng mà bác ơi, nhà em đóng cửa nó lại không bảo được nhau, mình nhục chứ. Bác cứ uống chén nước, hạ đấy, bác thấy đấy, nó có vô duyên không? Bác là cái chỗ thân tình nên em cũng chả giấu làm gì. Từ lúc đến đây này, bác thấy có vô duyên không? Tôi hiểu mà, nhưng mà thôi, dù sao cũng là vợ mình, đầu gối tay ấp, xấu chàng thì hổ ai hả bác. Mình cứ nhịn đi một tí rồi cũng không thiệt đâu mà lo. Thôi, thôi có em khi nghe bác, em sẽ nhịn. Vâng. Vợ già thì dạy bảo từ từ. À, thôi bây giờ em sẽ bảo ấy, nó phải học tập cái bác gái bên nhà mình. Đội ơn bác ạ. Thôi mọi việc cũng đâu còn đó bác ạ. Bác phải hạ hỏa. Thôi đến giờ rồi, rước bác vào dùng cơm ạ. Nô, dạ. Con xuống chuẩn bị hết đi. Dạ, vâng ạ. Con vào ngay đây ạ. Xuống làm bác chén rượu cho nó hạ hỏa. Dạ. Thấy bác đã dựng được cái cơ ngơi khang trang này là em mừng lắm. Dạ, đội ơn cũng muốn uống một lần say với bác. Dạ, đội ơn bác ạ. Dạ. Rước bác ạ. Úi dồi ôi, Mình ơi, nhanh, cho nhanh, em. Nhanh, nhanh lên Mình ơi. Đây rồi, em đây, em đây. Nhanh, nhanh, nhanh lên. Ôi, cái khổ chưa. Không, 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 không phải đó. Không, 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 không sai là sao. À, thôi chút đi gánh nặng đường xa. Ngược xuôi bôn ba, nay ta về nhà ta. Không về nhà ta thì về đâu. Đường đầy chất chồng hết. Lâm rồi lại mê, không mê nhà ta mình mang lá quả
Đấy, gớm. Những cái lúc say như này ấy mới nhận ra được vợ tốt như thế nào chưa? Vợ ta lúc nào chả tốt. Chả tốt thì sao? Đấy, thế mà đi ra bên ngoài lúc nào cũng nói xấu vợ, hết thế này lại hết thế kia. Nói điêu. Nói xấu vợ khi nào? Này, đây là chỉ góp ý để cho vợ thay đổi, để tốt hơn, để mát mày mát mặt với bạn với mẹ hơn. Tính vợ ấy là cái như hồ lửa, ăn nói thì sỗ sàng, chỉ được mỗi cái tâm nó tốt. Nhưng mà vợ vẫn phải thay đổi đi. Chồng chỉ có góp ý cho vợ để vợ thay đổi, để vợ lớn lên. Lớn lên á? Em thấy em lớn rồi mà. Chỗ này, chỗ nào mà chẳng lớn? Lớn là lớn cái đầu, chứ không phải lớn là cái mồm. To mồm là nhiều lúc nó không có tốt. Vợ phải nhìn cái vợ lão phú mà học. Phải yếu điệu, thục nữ. Mọi việc phải là cưng chiều chồng, ăn nói phải nhẹ nhàng tế nhị. Ai cứ bùm bùm toát toát như thế. Thôi được rồi, thế là nói tóm lại là bây giờ em phải yểu điệu, thục nữ, nết na, giống như là vợ của lão Phú Linh chứ gì. Đúng rồi. Thì muốn em thay đổi thì em thay đổi được chưa? Ừ, thế mà thay đổi thì nhà mới vui được. Thế đi về nhà đi. Chút hết gánh nặng đường xa, ta lại về nhà ta. Tòm chát tòm hồng tuyết đi mới ngày nào còn chưa biết cái chi. Và dù sinh nghĩ nhiều thứ chẳng ra gì, bao năm đại vẫn chưa có gì là một quý tử. Tòm tòm chát tòm tòm mấy về thế nè. Mình ơi, sao thế? Em thèm ăn chuối. Gớm, chuối ngày nào chả ăn mà vẫn còn thèm. Thế được rồi, mình thích ăn chuối thì để tôi cho mình cái quả chuối của tôi. Trong người lúc nào chả có quả chuối. Mình trêu em. Trêu đâu? Này, mình biết tôi cũng thích ăn chuối mà. Đây, chuối của mình đây. Mình biết tôi cũng thích ăn chuối, lúc nào chả giấu một quả trong người. Không phải chuối này. Thế chuối nào? Chuối xanh cơ. Này, hôm nay có đổi gió không? Có giở trời không? Sao lại thích ăn chuối xanh? Em không biết nữa. Dạo này á, em thích ăn chuối xanh lắm. Mà chuối càng xanh em lại càng thích. Trời ơi, em chỉ cần tưởng tượng á, em cắt cái lát chuối thôi, xong em kẹp với lại muối ớt. Trời ơi, tao nói nó ngon lắm mình ạ. Xong em lại còn thích ăn sụp chát nhá. Sụp chát mà chấm với muối nữa thì nó ngon lắm. Này, thích ăn chuối xanh, sụp chát. Vâng. Thèm cả khế chua. Nhiều lúc bốc cả bức vách ăn. Sao mình biết? Ui, mình ơi, hay là em bị bệnh gì à? Ui, không được nè, em chưa muốn chết đâu mình ơi. Không. Như nào? Hay là mình như nào? Mình có ghét. Đúng rồi. Ôi trời ơi, thế này là tôi sắp có quý tử nối dõi rồi. Đúng rồi. Này, đợt này thấy mình cũng khác lạ lắm. Thần thái khác này. Rồi, hình như là béo lên. Đúng rồi.
Bây giờ để tôi đưa mình đi khám thầy lang xem là có đúng là sắp có quý tử không. Em có em bé hả mình? Đúng rồi, đi khám thầy lang ngay. Trời ơi, thế này thì vui quá. Các cụ nói không có sai, đúng là tu nhân tích đức muốn đời thịnh, ăn ở hiền lành phước để sau. Nô ơi, dạ cái gì, ra ông bảo đây. Nhanh lên. Mới sớm mà đã đang hấp ngủ rồi. Đêm hôm thế này ông còn gọi con ra, con vừa mới chợp mắt đang mơ được ăn miếng xôi, chưa cho vào mồm ông làm mất cả miếng xôi còn tỉnh luôn. Mày suốt ngày chỉ có ăn thôi. Nghe ông dặn đây. Dạ. Mai sang nhà ông Phú Linh. Dạ. Bảo là ông con chuyển nhời. Dạ. À, ngày này, năm này, giờ này, tháng sau mời ông qua nhà con ăn cứ cậu quý tử mừng cho ông con. Giờ này, ngày này, năm này thì con hiểu, sao lại phải tháng sau? Cái đầu mày này rốt lắm con ạ. Thế cậu vừa mới ra đời thì có phải một tháng nữa mới đầy cữ không? Hả? Nhờ. Nhớ chưa? Con quên hết rồi. Ông nhắc lại cho con đi nào. Cái gì lẳng nhẳng quá. Nghe ông dặn này. Yeah. Mai sớm sang nhà ông Phú Linh. Dạ. Yeah. Mời ông ấy. Bảo ông con chuyển lời. Mời ông. Ngày này, giờ này, năm này, tháng sau sang nhà con uống chén rượu mừng cho ông bà con sinh được cậu quý tử. Nhớ chưa? Con nhớ rồi. Giờ này, ngày này, năm này, tháng sau mời ông bà sang nhà con ăn cái lễ thôi nôi mừng cậu ấm ra đời. Phải rồi, ra đóng cửa rồi vào mới đi ngủ suốt ngày ngáp. Ông vừa nói mình cái gì nhỉ? Em mời mình thầm trà. Cảm ơn mình. Trà ngon thật. Dạ bẩm ông bà ạ. Có việc gì thế con? Dạ thưa ông bà, có người ở bên nhà ông Phú Nghĩa muốn sang hỏi thăm ông bà. Con ra mời người ta vào. Nhớ là phải nhiệt tình chu đáo, đừng để mất lòng người ta. Dạ lời ông dạy con xin nghe ạ. Đi đi con. Mình này, ngày nào mình cũng pha trà cho tôi như thế này là tôi vui lắm. Trà này rất ngon, mình mua giúp tôi vài cân để tôi sang biếu cụ Lý mình nhé. Em biết rồi mình ạ. Úi dồi. Dạ bẩm ông bà. Dạ ông nhận ra con rồi. Ông nhớ ngày xưa lúc ông sang nhà ông Phú Nghĩa ấy, là con cũng cao lớn lắm cơ mà nhỉ. Sao bây giờ lại quắt đi thế con? Dạ bẩm ông đúng rồi ạ. Dạ đấy ông biết đấy, ngày xưa con to con là thế, vai năm tấc rộng, thân 10 thước cao. Thế nhưng mà con vừa trèo cây ổi, con ngã cắm đầu xuống đất, người nó chun lại một mẩu như này ạ. Khổ thân. Mà ông ơi, thế con sang đây có việc gì nhỉ? Thế ông Cả Nghĩa, ông ấy sai con sang đây
là có việc gì muốn báo lại với ông. Có nhớ không? Ông quên mất rồi. Hay là ông để con về con bẩm lại ông con. Con xem có việc gì con ra con bẩm lại ông nhá. Thôi, dạ. Thế cũng được. Thằng này, đi ra. Đúng là người ở. Con nhớ ra rồi, con nhớ ra rồi. Dạ, bẩm ông. Ông bà con dặn sang đây mời ông bà. Giờ này, ngày này, năm này, tháng sau. Sao lại tháng sau hả con? Thì ông bà con dặn thế, con biết thế. Tháng sau, mời ông bà hạ cố qua nhà con ăn kinh lễ, thôi nôi. Thế là... Dạ, là ông bà con vừa hạ cố sinh một quý tử. Mừng quá. Thế thì tốt quá rồi. Ông Phú Nghĩa là cũng ngoại tứ tuần rồi, mà bây giờ mới sinh được quý tử, chắc chắn là vợ chồng ông sẽ sang nhé. Dạ. À mà bà con dặn là ông bà sang ấy không phải quà cáp gì đâu. Sao lại thế? Bà con dặn thế thì con biết thế. Không được đâu. À nhưng mà tiền thì bà con bảo cũng mang sang bà con nhận để gửi cho cậu quý tử nhà được, con. Được rồi, ông hiểu rồi nhá. Dạ. Con về con nói lại với ông Phú Nghĩa là chắc chắn vợ chồng ông sẽ sang để mừng lễ thôi nôi cậu quý tử, được chưa? Dạ. Nhớ đấy nhá. Dạ, xin phép ông bà con về. Rồi, cái thằng này đi ra. Dạ. Toàn trắng. Úi giời. Dạ, thưa ông bà. Ông bà đó chưa để con dọn cơm ạ. Ừ, con dọn cơm đi, để ông bà ăn nhá. Dạ, vâng ạ. Yêu quá. Để thầy ru con ngủ nào. Mẹ chú, mẹ chú. Đói là có con chim xanh ăn nó là ăn nó tâm mát, ăn nó tâm mát đậu cành, đậu cành dâu ra đường về bên đi ấy bao xa. Ôi trời ơi, xinh quá, yêu quá, yêu giống tôi cứ như đúc ấy nhỉ. Cái mắt này này, cái mắt này, nó yêu này. Nhìn con ngủ thôi cũng dễ thương mình ạ. À. Dễ thương quá cái này, còn cái miệng nữa kìa. Chúng cha, chúng chim, xinh ơi là xinh. Xinh giống ai? Duyên như cái miệng của mình. Đấy, mình thấy chưa? Mình phải biết trân trọng em đấy nhá. Tôi lúc nào chả chân quý mình. Tôi cảm ơn mình đã sinh cho tôi một quý tử để mát mày, mát mặt với xóm, với làng, với họ, với hàng. Đây, đây này, có bao nhiêu của quý, đấy, dành hết cả cho con trai, đưa đây. Cho mẹ con giữ này. Rồi. Đấy. Ôi, con ơi, con ơi. Thầy thương con lắm đấy nhá, của chìm của nổi thầy bảo thầy cho con hết đấy. Thương lắm chứ không thương thì thương ai. Mẹ thương. Yêu lắm. Đáng yêu chưa kìa. Cái thằng kia, sao lúc nào mày cũng ngáp ngủ thế hả? Tiểu Minh, có chuyện gì thế con? Ông bà ơi, có ông Phú Linh sang gặp ông bà ấy. Có cho vào không ạ? Hay tôi có cho về luôn? Ấy, sao lại cho về luôn? Ông mời ông ấy sang đây thì con phải mời ông vào nhà chứ. Nhưng mà con thấy mặt ông Phú Linh cứ hóng hóng ấy, chắc sang đây thì không có đấy. Thằng này, không được nói bạn ông như thế. Bạn ông với ông là cái chỗ thân tình thì ông mới sang mừng cho ông. Con nói như thế là không có được đâu đấy. Ra mời ông vào đây cho ông. Rồi, con biết rồi. Nói cẩn thận nha. Đấy, đấy, đấy. Con biết rồi, mày quát ông đấy à? Mày quát bà đấy à? Con mời ông bà. Đừng có nói to, con nó giật mình. Quạt nhẹ thôi. Xin chào ông bà. Quý hóa bà. Ông bà sang chơi. Mời ông bà ngồi. Ngồi xuống đi mình. Ông bà ngồi. Ông bà tự lấy nước uống nhá. Ủa đấy. Ra nước con. Quý tử trộm vía quá. Kháu khỉnh quá.
Rất biết đấy con. Nó đáng yêu như em. Mà bác Phú Nghĩa này, dạ, bác cũng tài thật đấy. Ngoài tứ tuần rồi mà thế nào vẫn ra được quý tử. Dạ. Mà này, sao nhanh thế nhỉ? Tôi nhớ là cái hôm mà sang ăn tân gia nhà tôi ấy, là đã có gì đâu nhỉ? Thì đấy, một là được nhờ hồng phúc tổ tiên, cái thứ hai đấy là nhờ cái rượu của bác gái. Hôm đấy là em về uống rượu rồi là được quý tử đây này. Bác nhầm rồi, không phải là do rượu đâu mà tất cả là do bác thôi. À, không phải là do nhà em đâu bác ạ. Chứ mà được thằng cu như thế này là gia đình nhà em cũng nhờ hàng xóm nhiều lắm đấy ạ. Ôi giời. Này. Cái gì đấy? Nhờ hàng xóm. Nhờ hàng xóm là thế nào? Mẹ thương, mẹ thương, mẹ thương. Cô làm cái gì đằng sau lưng tôi? Bác ơi, bác cứ để cho em. Bác ơi. Hôm nay phải làm cho rõ ngôi cho quay. Nên còn rớt cả quá. Bác mình tỉnh táo. À, thì ra là cái đồ lăng loạn. Bác này ra vẻ chính chuyên. Buổi tối thì làm chuyện liên thuyên đằng sau tôi à? Bác phải im để cho con nói. Không im được. Bác ơi, đấy, hai bác thấy đấy. Có thử có một tí thôi mà đã sồn lên như thế rồi. Đấy, hai bác thấy chưa? Bác thì thấy là không được. Đấy, con của ai thì mình tự biết nhá. Nhìn cái mặt nó lù thế này. Ôi mẹ thương. Thử, ai lại thử thế? Thầy thương. Trời ơi, làm con thầy giật mình đúng không? Thương lắm. Thôi, bỏ ra đi. Đấy, thế hai bác thấy đấy. Đi đâu lúc nào cũng kể xấu em, xong so sánh em với người này người kia. Hai bác thấy em là sao mà chịu được? Kể xấu khi nào? Cái hôm... Khổ quá nhưng mà bác ơi, nhà em đóng cửa nó lại không bảo được nhau mới nhục chứ. Bác cứ uống chén nước. Đấy bác thấy đấy. Đừng có vô duyên không? Bác là cái chỗ thân tình. Nên em chả giấu làm gì. Từ lúc đến đây bác thấy có vô duyên không? Tôi hiểu mà. Nhưng mà thôi, dù sao cũng là vợ mình, đầu gối tay hấp, xấu chàng thì hổ ai hả bác. Mình cứ nhịn đi một tí rồi cũng không thiệt đâu mà lo. Đấy à, thôi. Đấy bác ạ. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người một tính cách nữa. Nên là có việc gì thì nhẹ nhàng rồi báo nhau sau bác ạ. Chứ bác thấy đấy, bọn em là phận đàn bà, mới sinh ra thì đã khổ hơn đàn ông rồi. Sau thì có việc gì thì bác nhẹ nhàng chỉ bảo, rồi về nhà đóng cửa bảo nhau sau bác ạ. Rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn bác Phú. Này, mình... Về. Tôi xin lỗi. Không lỗi. Từ dày, tôi sẽ nhẹ nhàng, nghe lời, rồi không làm cho mình giận nữa nhá. Thôi bác Phú ạ. Hôm nay là ngày vui, mọi cái chuyện không vui bỏ qua đi mình ạ. Bây giờ mời ông bà vào uống với vợ chồng em chén rượu. Dạ vâng. Mừng ạ. Thôi nôi cháu. Đó. Dạ. Dọn cơm. Vâng ạ. Đi đây. Đi đâu ấy? Đi thám. Ừ. Đi khám. Mở ra để vào đi khám. Ừ. Có thẻ chưa? Thẻ đi, không nhận ra ông à? Ừ. Nhận ra ông à? Này, quanh khu vực này ấy, có đến hàng trăm ông ấy. Mà cứ có tiền thì thành ông nhá. Ông có tiền thành ông à? Ừ. À thế thì. Có mà tiền. Này. Mà thôi, đi về đi. Hôm nay khách đông lắm, không khám được đâu. Về là về thế nào? Ta đi bộ nửa ngày trời mới sang được đây. Này, có người đi bộ cả ngày đường. Đến đây chờ một tuần thì mới được thầy thăm khám rồi đấy, nhá. Nó về đi. Thế thì làm thế nào? Nhờ tí. Đi đâu ấy? Đi đấy. Đi khám ạ. Đi khám thì đứng đằng sau thôi. Này, có thẻ chưa? Dạ có rồi ạ. Đâu? Đây. Vào đây. Thẻ đâu? Đâu tao xin cái. Xin là xin thế nào? Thẻ phải mua. Tiền đấy. Ừ. Mở ra. Này, đấy mới là tiền mua thẻ. Chưa có tiền khám bệnh. Thầy. Thế đây. Ừ, rồi. Nhưng mà này, vào kia chờ. Đến giờ ngọ thì khám nhá.
Tết đến đằng ngọn lâu quá. Thế đây. Rồi. Thế thì vào trong kia. Ra chỗ nắng mà đứng nhá. Chờ một canh giờ rồi vào khám nhá. Đây. Phần đâu? Vừa mới được một tí đòi chia phần. Hư vào đi. Đi tối hay chia. Nhớ nhá. Thằng ớt đâu rồi? Ôi trời ơi. Nắng đã tới đỉnh đầu rồi. Mà nước đôi nó để cái bàn trống không trống khoác thế này. Không biết đi đâu ớt rồi. Dạ. Mày mang cái dạo vào đây xem nào. Ông gọi con nào, ông chờ con tí. Này, ông ơi. Mày lại sang xóm bên mày tán gái. Đâu? Không lạ gì mày nhá. Đâu. Mày cứ thấy gái là bắt mày tít vào. Qua con đang quét sân. Với lại con tranh thủ nắng lên này con phơi nó cái sàng thuốc. Thế hôm qua trời nó mưa. Mày có kịp mang mấy cái nong thuốc của ông vào không? Khổ quá ấy. Lúc con đang đấm lưng cho ông ấy. Thì con bảo là mưa, ông lại cứ bảo là đấm xong rồi thì ra. Thế là con không kịp, sáng nay con phơi sớm á. Tao nói mày biết nhá, mày đi theo thầy mà mày học tính của thầy nhá. Mày là dạo này mắt la mày lém lắm. Cứ thấy gái là thích mắt lại. Ông ơi, ông cho con hỏi. Cái sàng thuốc ấy, tam thất với cả nhục thung dung ấy, con phơi được hai nắng rồi. Thế nhưng mà hôm qua nó bị mưa, thì hôm nay là phơi tiếp hay là vứt đi không? Mang em mà phơi mà còn gì mà phơi đâu. Mày chén hết rồi còn gì nữa. Mấy củ nhân sâm của ông mày cũng chén hết rồi. Mà này tao nói cho mày biết nhá. Cả một cái nong, cái lá dâm dương hoắc của tao. Mà tao mới bốc thuốc tao bán được cho ít người thôi. Thế mà sao nó cứ vơi dần đấy nhỉ? Mày lại tao bảo. Đứng vui sát xe nào. Ô đấy. Úi giời ơi, cứ bật tanh tách thế này. Mày hốc lắm cái dòng dương hoắc vào. Suốt ngày có nhà ở đâu. Toàn sang cái làng bên thôi. Mày giờ hồn cũng chết tao nhá. Ông cứ nói quá nha con. Mà dạo này ế ẩm quá. Chả có bóng khách nào đến. Này. Hay trước thầy chữa cái bệnh mà thầy toàn mà ục vào vai này. Kéo tay kéo chân. Bây giờ khách không đến nữa. Con thấy có khi thầy phải quay về cái bài chữa cũ đi thầy ạ. Một vỗ, hai đập, ba giật, bốn rút ấy. Thôi, tao kinh với bốn rút lắm rồi. Có hồn tao rút cái con bé nữa. Lưỡi nó thè lè đến hàng mét chứ. Tao rút con ra, sao tao lại ấn vào, nó lỏng rắc một cái. Thôi, thầy không chữa cái bệnh nữa. Thế ạ? Thầy chuyển sang bốc thuốc thôi. Bốc thuốc cho nó lành con ạ. Thế nhưng mà con thấy mấy cái bài thuốc của thầy ấy, toàn là mấy cái cọng tre với cả lát khoai lang phơi khô. Thi thoảng mới có một tí nhục thung dung, rồi sâm quy thái khô vóng khô veo thế này. Thi thoảng nó có một tí là tốt rồi. Còn nó dễ cau, dễ khoai lang cho vào. Nhận làm sao ra được. Thế bảo sao mà không vắng khách. Cái thằng này mày này vạch áo người xem lưng đấy. Ra kia xem có khách khứa mà gọi người ta vào đây. Thôi để con xuống xem có khách còn con vời cho vào ông nhá. Ông mà cô, ông ơi. Hả? Cứ con mày nói chuyện này, ông gọi con giật mình còn quên mất cái thằng khách ở làng bên đấy thầy ạ. Hai vợ chồng nó chờ dưới kia. Tao cấm mày nhá. Dạ. Thế mày gọi là hai thằng khách là thế nào? À, vợ chồng thằng khách ạ. Vợ chồng người khách. À dạ. Nói lại cho xem nào. Dạ, có vợ chồng người khách. Đúng rồi. Từ sáng sớm đang chờ dưới kia ạ. Được. Dạ. Mời họ lên đây. Dạ vâng. Con quên mất. Thực ra là lúc đấy mà ông đã ngủ dậy đâu. Với lại vợ chồng thằng vợ chồng người khách đấy phải chờ ở dưới đấy. Con làm như vậy để ra cái vẻ là thầy đông khách. Người ra còn được nượp thì nó mới cao giá ông nhỉ. Mày được lắm. Riêng cái lưu manh ấy có khi là tao phải học mày. Thầy nói... gọi vào đây. Dạ vâng. Vợ này cũng vừa mất nhá. Nhá. Giả vợ nhà mình đông khách. Thầy mới được ấy nhỉ. Đây, xin mời lên đây ạ. Cẩn thận ngã.
làm sao mà ngã được. 2, 3, 1 ngã. Ôi kìa. Ôi trời ơi. Nhận ra rồi, công tử xóa bên. Vâng. Phụt phui cái mồm nào mày. Tép ra đâu. Công tử. Này đứng lui ra đây. Mời vợ chồng công tử ngồi vào đây. Mời vợ ngồi vào đây. Xin mời. Đấy, biết ngay mà. Cái bài thuốc của tôi hiệu nghiệm quá đấy. Hiệu nghiệm. Nhưng mà tôi nói với thầy là cái thằng ất này này hơi não ấy. Nó bắt vợ chồng tôi đứng phơi nắng như cá rô nằm ngửa ở ngoài sân kia kìa. Mà tôi thì không sao, nhưng mà vợ tôi nên này, con tôi nên này. Hiểu rồi, công tử tôi hiểu rồi. Vào mang ấm nước ra đây. Dạ. Nhanh lên. Chỉ được cái là náo. Quả thật, cả cái vùng cái tổng này không ai bốc thuốc hiệu nghiệm như tôi đâu. Đấy, giờ nó có thành quả ngay nhá. Thầy cứ ngồi xuống. Con mời thầy ạ. Mời ông ạ. Không được, giờ để tao rót. Bẩm thầy. Nhà tôi được như thế này là nhờ ơn thầy đấy. Tốt rồi đấy. Thầy ơi, con dăm ba cái rễ tre với khoai lang. Thế mà cũng đậu nhỉ. Cái gì rễ tre với khoai lang? Dạ ý con nói là bà nhà đây mang bầu khỏe mạnh, cái thai nó lớn bằng củ khoai lang. Còn ông nhà ấy thì sức khỏe cường tráng, mặt mày hồng hào, tóc tai dựng ngược như là rễ tre ạ. Đấy, thuốc của thầy nó thế đấy. Thuốc của thầy rất là hiệu nghiệm. Nghe lời của thầy tôi lên rừng, 5 tuần trăng, tuần đầu tiên, uống thuốc của thầy thấy da rẻ hồng hào khỏe mạnh. Tốt quá. Tuần thứ hai, trăng tròn hơn, hoa quỳnh nở về đêm. Và tôi uống vào thì tôi thấy rằng trong người nó hừng hực và háo hức. Đấy, ngấm thuốc thầy nhờ. Cho đến tuần thứ năm. Ôi, tuần thứ năm ngấm thuốc. Đây, ông nhìn xem. Ông nhìn bà nhà xem. Đây, khi mang bầu nhá, là bà nhà có một cái nét đẹp tuyệt vời. Hai má thì hồng hào này, miệng thì miệng phượng này, mắt thì mắt ngài này. Ui, chắc chắn là phải sinh con quý tử rồi. Chắc chắn là quý tử luôn đấy ông nhỉ. Tuần thứ năm, uống xong trở về nhà, chưa động gì vào vợ mà nó lại có bầu. Ôi thì dạ. Con này có bầu với ai? Chúng nó nhẹ thôi, không động thai. Mày động thai à? Mày không nói thì tao động thủ. Thế thì mày ngủ với ai? Thầy sắc thuốc xong rồi thầy bốc thuốc, xong rồi thì thầy bốc người luôn hả? Nói thế nào chứ? Thì bảo tôi lên rừng để thầy uống thuốc. Thế mà hay ở nhà thầy tăng tiêu à? Thầy bốc thuốc. Công tử bình tĩnh. Tôi sẽ nói nhá. Tôi sẽ nói cho thằng Võ để nó giao cả cái làng này. Thầy y đức ở đâu? Công tử. Ông ơi, xin bình tĩnh. Công tử, bình tĩnh. Tôi đi lên rừng, tôi yếu sinh lý. Tôi không làm gì được. Mà ngày tôi về thì bụng nó đã ánh ra rồi. Thế ý đức thì thầy để ở đâu? Ôi trời ơi, ông bình tĩnh. Ngày hôm nay. Thôi. Công tử, phải để cho tôi nói chứ. Hôm nào, ngày nào, canh giờ nào. Thầy ơi, thầy làm thì thầy nhận đi. Trông mặt thằng này ghê gớm lắm, không nhận không ổn đâu. Nói. Thì cũng vẫn như mọi ngày, em đi châm cứu. Xong rồi sau đó nhiên trời lại đổ cơn mưa. Đổ cơn mưa thì thầy có bảo em là ở lại. Ngủ lại. Đến lúc em ngủ lại thì nó
Trời ơi. Thôi, này này. Nhớ rồi. Tôi nhớ rồi. Đúng. Tôi có bốc thuốc cho cô này. Đúng rồi. Đó. Sau đấy tôi châm cứu. Đúng rồi. Rồi cô lên giường, cô nằm, cô ngủ. Cô ngáy vàng hết trời cả nhà. Trời ơi, vợ nó ngáy rồi. Cô ngáy mà. Ừ. Trời, nhưng mà ngáy là sau đó. Mà lúc ngáy thì làm sao mà có màu được. Khổ quá. Tôi nghe thấy tiếng cô ngáy. Lúc đấy là tôi đi đánh chắn ở thôn bên. Hai ngày hôm sau tôi mới về mà. Thì tự nó có màu ạ. Cái thằng này càng nói thì cũng càng điên nữa. Nó ngáy mà không đi tổ tôm đi làm sao có màu đâu. Không, nói thật là tôi mà nói ra thì tôi cũng thấy xấu hổ lắm. Nói. Trời. Cái gì? Thì nói đi. Mày bảo tao nhận đấy. Nhận đi. Mày điên à? Tao quan hoạn gần 10 năm nay rồi. Tao có thích đàn bà đâu. Tao chỉ thích mày thôi. Ôi trời ơi, là thế nào? Thì tự nhiên nó không bầu á. Chết rồi. Bảo sao? Nó ăn bao nhiêu cái lá dầm dường khoác với là nhục thung dung, bao nhiêu thuốc quý của tao, nó ăn hết. Thằng kia, mày phản tao à? Ông cho con xin lỗi. Tao giết chết mày. Mày phản tao à? Thằng kia. Thằng kia. Mày chết với tao. Chúng mày làm nhục